Cận thị giả là sự chuyển thể tạm thời, không liên tục về mặt khúc xạ của con mắt sang tình trạng cận thị. Tình trạng này cũng có các triệu chứng tương tự cận thị thực như mắt mỏi, nhìn xa không thấy, nhức đầu, chảy nước mắt và người mắt thường gặp khó khăn khi ghi chép sau một thời gian dài làm việc trong cự ly gần. Các bác sĩ cho biết việc điều trị mắt bị cận thị giả khá đơn giản. Thì với những trường hợp như vậy thì chúng ta có thể cho thuốc nhỏ atropine nhỏ thời gian 1-2 tuần để sau đó mắt chắc cháu trở lại bình thường. Sau khi đo thị lực tại các cửa hàng, nhân viên thường chỉ định khách hàng cắt kính, kể cả trường hợp cận thị giả. Điều này làm cho mắt lười điều tiết và phụ thuộc vào kính, dẫn đến tật cố hữu. Mặt khác, khi đo kính cho người cận thị, loạn thị, thì việc nhỏ thuốc điều tiết mắt là bắt buộc. Nhưng thực tế, các cơ sở khám mắt tư nhân hay cửa hàng mắt kính thường bỏ qua công đoạn này, nên kết quả kiểm tra có thể không chính xác. Bên cạnh đó, đa số kỹ thuật viên tại cửa hàng kính không đủ chuyên môn để phân biệt cận thị và cận thị giả. Có một số cái trường hợp mà các cháu nó bị cận thị giả do cháu nhìn gần một thời gian quá lâu với cường độ quá mạnh, thì có một số cháu thì sau một thời gian như vậy thì mắt nó bị mờ, thì khi đến tìm kính thì một số nơi họ nói cái này cận thị, họ đo ra nói cần 2-3 độ, họ cho đeo kính 2-3 độ, nhưng thực chất các cháu không có bị cận, các cháu chỉ bị cận giả thôi. Mặc dù phương pháp điều trị cận thị giả khá đơn giản, nhưng các bác sĩ khuyến cáo nếu không có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ cho mắt thì rất có khả năng cận giả sẽ trở thành cận thực. Vì vậy, khi phát hiện mắt có dấu hiệu giống cận thị, quý khán giả nên tìm đến các bệnh viện để thăm khám và chữa trị.